Restate in me. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em, như cành nho gắn liền với cây nho. Ý thức được giới hạn của bản thân trước sự hiện diện của anh chị em, và với ước muốn, con đặt mình trước quyền năng của Thiên Chúa, nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, nhờ ơn trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria và Thiên Thần Bản Mệnh. Con, Sơ Maria Mazzarello, con tuyên khấn, thanh khiết, khó nghèo, vâng phục, trong tay Linh Mục Khả Kính Gioan Bosco. Người ta sẽ gọi các con là con Đức Mẹ Phù Hộ, để hội dòng các con mãi là đài kỷ niệm sống động tri ân Đức Mẹ. Questo è il giorno bello. Đây là ngày thật đẹp. Mẹ Mazzarello đã định nghĩa như thế những ngày của tuần 9 ngày và ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Trong thư số 16 gửi cho các chị em ở Borgo San Martino, quả thực, với mẹ, tất cả sẽ trở nên đẹp. Người Kitô hữu sống ngày lễ này như là chiến thắng của vẻ đẹp ân sủng và cử hành lễ Đức Maria với những diễn tả đẹp nhất và mãnh liệt nhất của thiên nhiên và của tạo vật. Ở Van Docco, ở Mognese, trong các nhà của chúng ta, trong suốt 150 năm, đã hát về mẹ Maria với tình yêu mến đặc biệt. Vòng tròn Maria được cử hành trong mỗi cộng đoàn, nối kết chúng ta trong lời khẩn nguyện với mẹ bằng các ngôn ngữ trên toàn thế giới. Người ta tự hỏi, vào ngày nào khác, nếu không phải là ngày 8 tháng 12, liệu rằng lời kêu gọi của một linh mục nghèo và một cậu bé tiêu biểu của đoàn sủng Salesian có thể được thực hiện để những người trẻ mong ước tương lai, vẻ đẹp, niềm vui sẽ không bị thất vọng không? Nơi những mầm non, ở đó cũng có cả chúng ta nữa. Chúng ta biết rằng, tại nguồn gốc của hội dòng chúng ta, Đức Maria đã buộc phải dùng một sự phục hồi nào đó của Don Bosco. Chúng ta sẽ nói ngày hôm nay. Tất cả chúng ta đều nhớ những nẻo đường khác nhau của Đức Maria, như ở Mognese, mẹ đã chuẩn bị chính người con Đức Mẹ Vô Nhiễm, trẻ trung, dám nghĩ, dám làm và dũng cảm với tên là Maria Mazzarella. Và ở Torino, mẹ đã hướng dẫn như là mẹ và bà giáo. Hành động của Don Bosco được trao phó cho mẹ bởi nhân vật bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ 9 tuổi. Chúng ta hân hoan tưởng nhớ về điều đó ngày hôm nay để sống lại nguồn gốc của hội dòng chúng ta, tưởng nhớ sự kiên tâm của Đức Maria. Vào ngày 6 tháng 7 năm 1862, Don Bosco kể lại một giấc mơ, trong đó ngài đi bộ với bá tước Marche Sabarolo tại quảng trường nhỏ, trong khi nhìn các thanh thiếu niên của Nguyện Xá chơi trước mặt họ. Bá tước Marchesa yêu cầu Don Bosco chỉ chăm sóc cho các thanh thiếu niên, nhưng Don Bosco phản đối rằng ngài phải đảm bảo rằng máu của Chúa Giêsu cũng phải được đổ ra vì lợi ích của các thanh thiếu nữ. Don Francesia nhớ lại khi nghe từ chính Don Bosco rằng đã hai lần ngài mơ khi ở quảng trường Vittorio, Torino, và đã nhìn thấy một số lượng lớn các thiếu nữ chơi đùa và dường như bị bỏ rơi. Ngay khi nhìn thấy Don Bosco, chúng chạy xung quanh ngài và cầu xin ngài chăm sóc. Don Bosco tìm cách đi ra xa và nói rằng ngài không thể, rằng những người khác sẽ đến giúp đỡ chúng, nhưng chúng cứ nài nỉ. Đặc biệt, có một nhóm trẻ nữ lớn hơn, dường như xa lạ với những trò giải trí đó. Và họ nói với ngài, như cha thấy đó, chúng con bị bỏ rơi. Sau đó, ngài thấy xuất hiện một người phụ nữ quý phái với khuôn mặt chiếu sáng rạng ngời, với lời lẽ khôn ngoan, bà khuyến khích ngài đáp ứng mong muốn của họ. Và trong lúc dường như ngài biến mất khỏi họ, thì bà nói với ngài, hãy chăm sóc chúng,
chúng là các con gái của ta. Khi ở Mocnese, Don Bosco gặp các con Đức Mẹ Vô Nhiễm với một chương trình đời sống chính xác. Ngài đã không phải sáng chế ra bất cứ điều gì bởi vì Đức Maria đã dọn trước cho Ngài. Mẹ đã chuẩn bị con đường. Mẹ được yêu mến, được biết đến, cầu khẩn và noi gương, trên hết trong sự chiêm ngắm của người con mà với Ma-in và các bạn của cô đã chuyển dịch thành đức ái hành động. Chúng tôi sẽ dạy may cho các thiếu nữ với mục đích là làm cho họ trở nên tốt và làm cho họ nhận biết Chúa. Họ là những thiếu nữ tỏa chiếu từ thiên đường và mạnh mẽ trong hy vọng. Những thiếu nữ biến những con đường của Mocnese thành những nẻo đường mới. Những người muốn và biết làm việc vì lợi ích của các thiếu nữ. Đức Maria, người nữ mặc áo mặt trời, chiến thắng con rắn xưa trên thực tế đối với họ, là mẫu gương dâng hiến cho Thiên Chúa và làm việc cho những người thân cận. Đó chính là mẹ, đấng trợ giúp, người can thiệp, chuyển cầu cho giáo hội và cho các Kitô hữu. Mẹ hoạt động với người con. Với tổng tu nghị thứ 24, chúng ta đã bước vào phần quan trọng của việc cử hành 150 năm. Trong đó, chúng ta kỷ niệm lòng trung thành của Thiên Chúa và sự hiện diện của Đức Maria Phù Hộ đã khởi xướng hội dòng chúng ta và vẫn không ngừng đồng hành với sự phát triển của hội dòng. Ước muốn của chúng ta là sống sự kiện vĩ đại này như một cơ hội để canh tân và khơi lại sức sống, ơn gọi và truyền giáo. Vì thế, ngày lễ trọng thể kính Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm được đặt như một ngôi sao sáng, hướng dẫn và bảo đảm trong viễn ảnh kỷ niệm mừng 150 năm thành lập hội dòng và trong hành trình hậu tổng tu nghị. Chúng ta đang sống một thời điểm Maria mạnh mẽ và thời gian của ân sủng dành cho mỗi người con Đức Mẹ Phù Hộ và cho các cộng đoàn giáo dục. Trong đó, chúng ta được kêu gọi để làm sống dậy căn tính Maria mà Don Bosco đã xác định ngay từ đầu trong việc lựa chọn tên gọi. Các con hãy cảm thấy vinh dự với danh hiệu cao đẹp của các con là con Đức Mẹ Phù Hộ. Và các con hãy luôn nghĩ rằng hội dòng của các con phải là đài kỷ niệm sống động của lòng biết ơn của Don Bosco đối với Mẹ Thiên Chúa, được cầu khẩn với danh hiệu Đấng Phù Hộ các Kitô hữu. Nhân danh mẹ, chúng ta tìm thấy căn tính của những người con, bởi vì trước hết chúng ta là những người con. Bản văn của tiệc cưới tại Cana chiếu sáng toàn bộ hành trình tổng tu nghị và tiếp tục chiếu sáng cả lộ trình hậu tổng tu nghị, cho chúng ta thấy Đức Maria, người nữ chú tâm, đã nhập thể cách tròn đầy vào hiện tại, khơi hứng. Mẹ là người nữ chu đáo, quan tâm đến hạnh phúc của đôi tân hôn và phó thác hoàn toàn cho người con. Dung mạo của mẹ tiêu biểu cho đường lối của hệ thống dự phòng của Don Bosco và vẫn là khuôn mẫu cho mọi nhà giáo dục, cho các tu sĩ hoặc giáo dân, là một điểm quy chiếu nền tảng. Như Đức Maria, chúng ta được kêu gọi chú tâm lắng nghe thực tại để nắm bắt các tình huống cần thiết, để nhận ra khi thiếu rượu, nghĩa là niềm vui của tình yêu, và mang Chúa Kitô vào trong sự phục vụ, trong sự gần gũi, với lòng trắc ẩn và dịu dàng. Chúng ta hãy để mình được hướng dẫn bởi mẹ của Chúa Giêsu, dấu chỉ của niềm vui, niềm hy vọng và sự can trường. Mẹ không ngừng khuyến khích chúng ta hãy làm những gì Ngài nói với chúng ta và làm cho các cộng đoàn sản sinh và được chiếu sáng bởi sự hiện diện của Ngài. Logo của lễ kỷ niệm 150 năm lấy lại lời của Don Bosco nói với các Efema ở Nizza. Đức Maria bước đi trong ngôi nhà này. Mẹ bước đi trong tất cả các ngôi nhà của hội dòng.
Điều đó sẽ giúp chúng ta, như Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở chúng ta, không quên ân sủng của nguồn cội, sự khiêm nhường và sự nhỏ bé của thời kỳ đầu đã làm cho hoạt động của Thiên Chúa hiển hiện trong đời sống và trong thông điệp của rất nhiều chị em chúng ta. Để làm sống lại cách cá nhân và cộng đoàn, ân sủng đã dệt nên lịch sử của hội dòng chúng ta trong 150 năm qua. Cuộc viếng thăm online, phòng triển lãm Maria đã được thực hiện. Các chị em có thể bắt đầu từ hôm nay. Trong đó, các chị em sẽ tìm thấy những cách diễn tả văn hóa và truyền thống của lòng sùng kính Đức Maria của các quốc gia khác nhau. Cũng sẽ có cuộc tham quan online phòng triển lãm đoàn sủng, cống hiến một hành trình rất đẹp về linh đạo Salesian. Trong đó có thể đọc lại quá khứ để sống cách mãnh liệt hiện tại và hướng tới tương lai với lòng can đảm. Các chị em sẽ tìm thấy những chỉ dẫn trên trang web của hội dòng. Đức Maria bước đi trong mỗi nhà của chúng ta, một điều chắc chắn rằng mẹ luôn ban cho chúng ta lòng can đảm, đặc biệt là trong những khó khăn, có thể là những thách đố trong sứ mệnh, những bối cảnh tương quan và xã hội khác nhau, những bệnh tật. Đức Maria bước đi trong mỗi nhà của chúng ta. Chắc chắn rằng mẹ ban cho chúng ta niềm vui, làm cho chúng ta được đón tiếp, trở nên đáng yêu và can trường. Hội dòng của chúng ta là một hội dòng tất cả thuộc về Đức Maria. Do đó, luôn can đảm và tin tưởng. Chúc mừng lễ đến tất cả. Dona che sei nata, tu tai macolata, dona sunta in ciel, viva presto Cristo, Signor. In te tutta bella il Verbo s'incarnò, sei piena di grazia, sei madre del Signor, madre di Gesù.